Qua 18 kỳ tổ chức, Liên hoan Thanh niên Tiên tiến đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc đã biểu dương hàng trăm đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những tấm gương sáng, điển hình trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn 78.000 đoàn thanh niên trong khu vực, tiêu biểu cho hình ảnh thanh niên miền núi phía Bắc trong thời kỳ mới. Nhiều đoàn khối đã được Trung ương đoàn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh ghi nhận, tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen, được tỉnh đoàn thanh niên công nhận là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của các tỉnh, thành phố. Thành tích đạt được và sự lớn mạnh của đoàn khối các tỉnh là rất đáng tự hào, tạo dựng hình ảnh đẹp, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống của đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đến với Thái Nguyên, các đại biểu thanh niên tiên tiến đã được hòa mình cùng dòng chảy của lịch sử khi dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 915, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong đại đội 915 hơn 40 năm về trước. Chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng mà những cái đau thương mất mát cũng đã để lại cho chúng ta rất nhiều những cái câu hỏi. Hiện nay thì chúng tôi qua những cái chương trình như thế này, chúng tôi là lớp trẻ được trải nghiệm qua thì cảm thấy tự hào hơn, cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn với Tổ quốc, với xã hội. Và đó cũng là những nguồn động lực thôi thúc chúng tôi có thể phải cố gắng nhiều hơn nữa để góp một phần công sức nhỏ bé của thanh niên hiện nay vào công cuộc xây dựng Tổ quốc. Trong chương trình liên hoan, nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa được tổ chức để các thanh niên tiêu biểu các địa phương được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hình thành lối sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng. Không chỉ riêng mình mà với tất cả các đồng chí tham gia chương trình của năm 2024 năm nay đều cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng, tự hào khi mình vẫn được là những thanh niên và những thanh niên tiên tiến mang trong mình cái dòng máu, nhiệt huyết của tuổi trẻ và của người dân tộc Việt Nam. Là đơn vị đăng cai, đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên rất là mong muốn các đồng chí cán bộ, đoàn viên trong toàn khu vực khi lĩnh hội được tinh thần của liên hoan, rút ra những kinh nghiệm, đồng thời tạo động lực để cho các đồng chí tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là rất là mong muốn các đồng chí sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp về quê hương Thái Nguyên. Thái Nguyên, mảnh đất chiến khu gió ngàn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa vùng Việt Bắc, với sự năng động trong phát triển và hội nhập, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục trở thành cầu nối, gắn bó tình đoàn kết giữa các đoàn viên, phát huy tinh thần xung kích, tiêu biểu cho hình ảnh, giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, xứng đáng là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nhiều màu sắc của đoàn thanh niên các tỉnh miền núi phía Bắc, tiếp bước truyền thống tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam.